nóng lên toàn cầu là hiện tượng nhiệt độ trung bình của không khí và các đại dương trên trái đất tăng lên. Nóng lên toàn cầu là một dạng của biến đổi khí hậu. Theo Cơ quan Hàng không và Không gian NASA và Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Hoa Kỳ NOAA, từ những năm 1980 đến 2016, nhiệt độ bề mặt trung bình của trái đất đã tăng đến 0,95 độ C. Ở các khu vực khác nhau trên bề mặt trái đất, sự nóng lên cũng khác nhau. Sự nóng lên ở đại dương ít hơn trên lục địa. Theo NASA, nhiệt độ bề mặt toàn cầu của trái đất năm 2019 là nóng thứ hai kể từ năm 1880 và nóng hơn 0,98 độ C so với mức trung bình giai đoạn 1951 đến 1980. Từ năm 2015 đến 2019, có mức nóng nhất trong 140 năm qua. Nguyên nhân, nhiệt độ toàn cầu nóng lên. Do quá trình công nghiệp hóa, các nhà máy phun khí thải, chất thải trực tiếp ra môi trường. Khói bụi của xe cộ dùng nguyên liệu hóa thạch. Những chất thải này phần lớn là khí CO2. Khí CO2 cũng có nhiều trong bầu khí quyển khi ánh nắng mặt trời chiếu vào, làm tăng nhiệt độ của bề mặt trái đất. Hiệu ứng nhà kính. Do lượng phát thải khí ga công nghiệp tăng lên, làm giảm khả năng ngân tia cực tím UV, gây tổn hại đến đời sống thực vật, làm đất khô cằn. Và không còn tác dụng làm giảm nhiệt độ ban ngày, tăng nhiệt độ ban đêm. Rừng bị tàn phá. Do rừng bị tàn phá, nên không đủ cây xanh để phân giải CO2, làm cho trái đất càng ngày càng nóng lên. Vì không có tầng lá xanh của cây chặn lại, nên ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp xuống mặt đất, làm đất khô cằn. Rừng bị tàn phá cũng là nguyên nhân xảy ra lũ lụt, mùa khô thì hết nước, xảy ra hạn hán. Một số nguyên nhân khác, các hiện tượng như El Nino, núi lửa phun trào, bão từ của mặt trời v.v. cũng làm cho nhiệt độ trái đất tăng lên. Theo các nhà khoa học, nếu duy trì tốc độ nóng lên như hiện nay, thì nhiệt độ sẽ tăng thêm hơn 2 độ C vào năm 2060 đến 2070 so với thời kỳ tiền công nghiệp từ năm 1850 đến 1900.